Không làm điều kiện cho một thiền cao hơn.
định, có thể là cái định của mình nó có hạn chế, là cái người mới tập định, định nó chưa thiện xảo, chưa quen thuộc, cho nên nó cũng được gọi là định có hạn, còn bị hạn chế rất là nhiều, không làm điều kiện cho định cao hơn được. Như là những cái đề mục cận định thì nó không thể làm nền tảng cho thiền sắc giới, nó không thể làm nền tảng cho thiền vô sắc giới được. Có cái đối tượng không thể nới rộng được cũng được gọi là định cũng hữu hạn. Như là người mà hành thiền về hơi thở thì không mở rộng được, hơi thở không cần mở rộng. Như thiền bộ xương, một số các cái thiền không mở rộng, các cái đề mục cận định không thể mở rộng. Như đề mục tâm từ thì mình có thể mở rộng khắp không gian, vì ở đâu nó cũng có chúng sinh, cái đối tượng đấy trên tâm nó đi đến đâu nó cũng bắt được, vì chúng sinh có ở khắp mọi nơi, khắp trên mặt đất, khắp trên hư không, trong lòng đất, chỗ nào cũng có chúng sinh, cho nên cái đối tượng đấy nó có thể mở rộng được. Còn một số đối tượng thì nó không thể mở rộng được, ví dụ như là cái xác chết chẳng hạn, thì nó chỉ có giới hạn ở cái cõi nhân gian này, cõi người này, nó không thể mở rộng lên cõi chư thiên này. Ở cái cõi chư thiên không có xác chết, các cõi trời khi mà người ta chết một cái là nó biến mất rồi, nó không còn để lại cái xác thối rữa như ở cái cõi người với cõi súc sinh. Các cái cõi hóa sinh thì khi chết là họ cũng tan biến luôn. Nên hành cái thiền nó cũng vẫn cái đối lấy những cái đối tượng gì thì nó có ở từng nơi, nó có chỗ nó không có. Cho nên là có những đề mục thiền thì mình có thể mở rộng được, có đề mục thiền thì không thể mở rộng được. Như thiền niệm ân Đức Phật thì mình không cần mở rộng, chỉ có Đức Phật ở trước mặt mình thôi, không cần phải mở đi đâu. Đức Phật chỉ có cõi nhân gian, không có ở cái cõi khác. Một số thiền thì mình có thể mở rộng. Định quen thuộc làm điều kiện cho một định cao hơn được gọi là định vô hạn. Định ở cái mức độ thuần thục rồi và nó có thể làm nền tảng cho một cái thiền cao hơn. Nếu như một người đã thực hành đến thuần thục được sơ thiền được, và sơ thiền nó sẽ làm nền tảng cho nhị thiền làm nền tảng cho tam thiền làm nền tảng cho tứ thiền, hoặc là cái định sắc giới nó có thể làm nền tảng cho định vô sắc giới. Những cái định đấy thì nó là định vô hạn. Và một cái ý nghĩa của định vô hạn là định có thể nới rộng được, cái đối tượng có thể nới rộng được, được gọi là cái đối tượng vô hạn. Đất thì nới rộng đến bất cứ nơi nào mà cũng có đất, khắp không gian, đi khắp mọi nơi, ở đâu cũng có vật chất. Trong tất cả những cái vật chất, những cái gì thuộc về cái vật chất nó đều có đất hết. Cứ một cái vật chất gì nó cũng có đất, cái đặc tính của đất. Đất, nước, lửa, gió, bốn cái đại chủng đấy, mình mở rộng đi khắp không gian nó đều có bốn đại chủng đấy. Cho nên là một người có thể nhập vào một cái thiền Kasina đất, sau đó mình mở rộng cái tâm đi khắp mọi nơi, đi khắp không gian, thì ở đâu tâm nó cũng bắt được cái đối tượng đất này, nước cũng vậy. Mình nhập vào một cái đối tượng là thiền Kasina nước, sau đó mở rộng cái tâm đi khắp mọi nơi, khắp không gian, thì ở đâu tâm nó cũng bắt được đối tượng là nước, đường, gió và các màu sắc, và các cái thiền về các phạm chú từ bi hỷ xả để chúng sinh làm đối tượng, thì nó có thể mở rộng đến vô hạn. Tức là tâm của mình nó có thể mở rộng được khắp cái thế giới này, vừa nó có thể mở rộng được sang các thế giới khác, một thế giới, người thế giới, 100, 1000 hay 100.000 thế giới hết, cái tâm nó đều bắt được, vì nó có đối tượng. Đối tượng đi đến đâu, tâm nó sẽ mở rộng được đến đây, có thể mở rộng hết khắp mọi nơi. Cho nên là người vận hành và thiền tâm từ, người ta hướng tâm lên các cõi thiên giới, thì tâm ấy nó bắt lấy đối tượng là chư thiên. Người ta hướng tâm xuống các cõi địa ngục, tâm nó bắt đối tượng là các chúng sinh cõi địa ngục. Hướng tâm đến người thì nó bắt chúng sinh ở các cõi người, bốn châu thiên hạ,
Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lâu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Quán Châu, là những cái cõi người. Cõi người nó nằm ở bốn châu thiên hạ. Nhưng mà với cái con mắt bình thường ở thế gian, người ta chỉ nhìn thấy được một cái cõi người là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Ngay cõi người với cõi người đến nhau ấy, mà với cái mắt thường thế gian, với những kỹ thuật khoa học tiến bộ của thế gian cũng không thể nhìn thấy các cái cõi chúng sinh ở các cái cõi châu khác, không thể thấy được chúng sinh ở các cái châu. Nam Thiên Bộ Châu là cái cõi này, chỉ thấy được một cõi này, không thấy được cái cõi Bắc Câu Lâu Châu, Thanh Nghiêm Quan Châu, Đông Thắng Thần Châu. Chỉ có cái bằng cái ánh sáng của trí tuệ thì mới thấy được những cái cõi sống này. Cái không, cái thế giới này như khoa học gọi là thế giới đa chiều. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói là nó có những cái châu, có những cái cõi sống khác nhau, và chỉ có ánh sáng, dưới ánh sáng của trí tuệ thì mình thấy được tất cả những cái cõi sống khác nhau đó. Và cái định nó có thể nới rộng được, có những cái mức, có những cái định nó nới rộng được, và mình sẽ thấy được những cái cõi khác nhau. Vì cái đối tượng nó có ở khắp mọi nơi, thì cái định nó, cái tâm thiền nó có thể bắt được những cái đối tượng này, và nó mở rộng đối tượng đến khắp mọi nơi. Đây là định muốn nói thứ ba. Có những cái định nó thuộc về sơ thiền, có định thuộc về nhị thiền, có định thuộc về tam thiền, có định thuộc về tứ thiền. Cái tâm của con người không biết là nó có từ bao giờ, không một cái trí tuệ nào mà có thể biết được cái cội nguồn của cái tâm thức này, không biết là nó có từ bao giờ. Lúc mà mình chưa sinh ra cõi đời này thì cái dòng tâm ấy nó ở cái đời quá khứ, mình truy ngược lại quá khứ 100 kiếp, 1000 kiếp, 100.000 kiếp, vô số đại kiếp, mình cũng không thể truy ngược được cái mình không thể thấy được cái khởi đầu của nó. Như Đức Phật có thể thấy được vô số A Tăng Kỳ Kiếp, vô số đại kiếp trái đất, cũng không thể thấy được cái khởi đầu của cái dòng tâm thức này. Và cái dòng tâm thức này nó luôn luôn phải có đối tượng, lúc nào nó cũng bắt vào một cái cảnh nào đấy, nó lấy một cái cảnh nào đấy làm đối tượng. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn một cái cảnh vật ở trước mắt mình ấy, thì cái tâm nó sẽ lấy cái cảnh vật ở trước mắt đấy là đối tượng. Và lúc đấy cái nội tâm nhãn thức nó sinh được. Nhãn thức thì nó làm được cái nhãn tịnh sắc. Khi mình nghe âm thanh thì là cái nhĩ thức nó sinh khởi, cái tâm nó sẽ bắt lấy cái cảnh là âm thanh. Mình ngửi mùi hương thì tâm nó lấy cái cảnh là mùi. Mình nếm vị thì tâm nó lấy cái cảnh là vị. Mình đụng chạm vào cái gì đó thì tâm nó lấy cái cảnh là xúc. Khi mình không có nghe, không nhìn, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, các căn đấy nó nghỉ, thì nó vẫn còn một cái căn nữa là ý. Ý căn nó đang suy tư, nó đang suy tư đến 50 cảnh đấy, hoặc cảnh quá khứ, hoặc cảnh vị lai, hoặc cảnh hiện tại, cái suy tư. Và khi mình ngủ thì nó cũng có cái tâm, nó cũng có cái tâm nó thuộc nội ý, nhưng mà nó là tâm hộ kiếp. Thì lúc ấy cái tâm hộ kiếp mà cái lúc mình ngủ ấy, thì cái cảnh là cái cảnh tận tử nghiệp của cái kiếp trước. Tức là cái lúc mình ngủ là cái tâm nó đang chìm vào cái cảnh tận tử nghiệp của kiếp trước. Suốt cái thời gian mình ngủ, trong suốt cái kiếp sống này, là tâm nó luôn luôn lấy cái cảnh cận tử nghiệp ở kiếp trước là đối tượng. Đấy, còn những cái lúc mình thức thì mình lấy các cái cảnh trần bên ngoài làm đối tượng. Còn lúc mình hành thiền thì nó sẽ lấy một cái cảnh tưởng làm đối tượng. Nó sẽ lấy một cái cảnh, nó cũng sẽ có một cái đối tượng cho ý thức của mình. Cho ý thức của mình nó sinh khởi. Ý thức của mình nó phải bắt đến một đối tượng, như chú tâm hơi thở. Thì cái hơi thở đấy, cái hơi thở đấy là cái cảnh, là cái cảnh của ý thức. Và ý thức nó tưởng nhớ đến hơi thở này, nó bắt được cái cảnh hơi thở này. Bởi vì cái hơi thở này nó có hiện hữu và nó là cảnh cho tâm. Vậy thì cái tâm nó cứ bắt cái cảnh này thì nó phải xa đi ở cảnh khác, nó bắt cảnh này thì nó phải bỏ cảnh kia. Và khi mà nó ở mỗi một cảnh thì nó lại có một cái, nó sinh ra những cái tâm, nó trạng thái tâm khác nhau. Ở mỗi một cảnh nó sinh ra những trạng thái tâm khác nhau. Ví dụ như khi bây giờ mình để tâm ở một cái cảnh sắc,
và một cái cảnh sắc trần ở bên ngoài, tức là một cái hình tướng ở bên ngoài đó, thì tâm của mình nó sẽ khởi lên, một là tâm ưa, hai là tâm ghét, ba là tâm không ưa không ghét. Là nó có thể khởi lên một cái cảnh là mình thích cái cảnh đấy, hoặc là mình không thích cái cảnh đấy, hoặc là mình có cái tâm xả, tức là không yêu và không ghét với cái cảnh đấy. Cái trạng thái tâm khác nhau như vậy. Thế còn ở trong cái tâm thiền thì là ở sơ thiền thì là mình xa lìa được các cái năm triền cái, tâm nó buông bỏ được năm triền cái, tất cả những cái tâm ở lỗ dục giới nó cũng xa lìa hết, nó không ưa thích những cái tâm ở lỗ dục giới. Tham dục sân hôn trầm truy miên trọng hối hoài nghi là năm triền cái, tâm nó xa lìa và nó ưa thích với một cái đối tượng, đó là cái tướng của cái hơi thở, tướng cái định tướng của cái hơi thở, và nó hoàn toàn thích thú với cái định tướng này, tâm nó cứ an trú ở đấy liên tục. Thì cái này nó là một cái tâm định. Cái tâm định này là cái tâm nó sinh ra do cái sự xa lìa được năm triền cảm, và cái tâm nó chỉ có biết một cảnh này, nó duy trì tâm trên một cái cảnh này liên tục, duy trì tâm trên một cái tự tướng này liên tục, thì nó là sơ thiền, gọi là xa lìa, thích thú xa lìa với năm uẩn, và nó thích thú với cái cảnh, với cái tướng của cái hơi thở hay là một cái đối tượng. Ni dục ni ác bất thiện pháp, nó là ni xung nhìn đặc điểm. Ở sơ thiền thì nó rất là thích thú, rất là an lạc đối với lại một cái, đối với lại cái ánh sáng của định, đối với cái quang tướng. Ở nhị thiền thì định sinh thì là từ bỏ được tầm và tứ, từ bỏ hai cái thiền trí tầm tứ. Thì cái mức định này ở sơ thiền thì nó luôn luôn cần dựa đến tầm và tứ. Tâm nó hướng tâm đến tứ, nó bám sát cái đối tượng, hướng tâm đến đối tượng, bám sát cái đối tượng, thích thú với đối tượng, an thoải mái với đối tượng, và nhất tâm nặng nề trên đối tượng. Đấy là ở sơ thiền. Nhưng mà lên đến nhị thiền thì là cái mức định nó vững vàng hơn, nó có thể bỏ cái chi tầm tứ đi, bỏ cái chi tầm tứ đi mà nó vẫn có thể đứng vững trên đối tượng được. Nó không cần hướng đến, không cần phải bám sát nữa, mà nó chỉ còn cái nhiệm vụ là thích thú, dễ chịu và định tĩnh trên đối tượng đấy. Đấy là cái mức định của nhị thiền. Vì nó bỏ được tầm tứ nên là cái định nó an tịnh hơn, nó nặng nề hơn, nó sâu lắng hơn. Cái định của tam thiền, đi hỷ diệu lạc, tức là lìa bỏ cái tâm hỷ, nó chỉ còn lại mỗi cái an lạc và cái nhất tâm nặng nề. Đấy là cái định của tam thiền. Cái định của tứ thiền nó bỏ luôn cả cái an lạc, thì nó chỉ còn giữ lại cái tâm xả, cái tâm không vui, không buồn, không yêu, không ghét. Cái tâm xả là cái tâm ở tứ thiền, xả niệm thanh tịnh. Thì cái trong tất cả các cái tâm ở dục giới hay ở sắc giới cũng vậy, cái tâm xả luôn luôn là cái tâm cao thượng nhất. Tâm xả như ở dục giới thì nó có cái tâm yêu, tâm ghét, tâm ưa, tâm thích. Thì những cái tâm đấy cũng có lúc nó làm cho mình an vui, cũng có lúc nó làm cho mình buồn, có lúc nó làm cho mình mệt mỏi. Nếu mình vui cái gì quá nó cũng mệt mỏi. Đấy, mình chạy theo bất cứ một cái sự an lạc thoải mái nào quá nó cũng mệt mỏi. Như bây giờ một cái người mình mệt mỏi, mình đi nằm ngủ, trong cái lúc giấc ngủ mình rất là an lạc, cái lạc của giấc ngủ. Nhưng mà nếu mình cứ nằm hoài nằm hoài, tự nhiên thì nó cũng thấy mệt mỏi. Khi mà mình vui, mình đi tìm một cái trò giải trí nào đấy, và mình cười thỏa thích, nhưng mà cái tâm mà nó khởi lên cái tâm hỉ quá, thì cái ngày hôm đấy mình cũng sẽ mệt mỏi. Cái tâm ở sắc giới vậy, và tâm ở sắc giới, tâm ở trong thiền cũng vậy. Ở những cái tầng thiền thấp ấy thì nó có hỉ, có lạc, và cái hỉ lạc đấy nó cũng làm cho một cái hành giả hành thiền đấy rất là hoan hỷ, rất là thoải mái, dễ chịu. Nhưng mà cứ ở trong cái hoan hỷ, cái an lạc đấy mãi thì tâm nó cũng bị dao động, cho nên cái mức định nó cũng bị hạn chế. Còn ở cái mức tứ thiền là xả, là cái tâm xả, là cái tâm không vui, cũng không có ưa thích cái vui, cái lạc, mà cái tâm nó nhẹ nhàng, tự nhiên,
thì cái tâm đấy nó lại là tâm cao thượng nhất của cái mức thiền. Các cái thiền nào cao thượng nhất là thiền ấy nó đi với xả. Ở tâm dục giới vậy, cái tâm cao thượng nhất là cái tâm xả, tức là nó không bị vướng vào yêu và ghen, không ưa và thích, không ưa và không ưa. Thì mình có một cái tâm xả ở cái cuộc sống đời thường hàng ngày, có được cái tâm xả thì mình sẽ luôn luôn tự tại, an lạc, an lạc, an lạc. Và cái tâm đấy là cao thượng. Ở trong thiền cũng vậy, nếu mà lên đến tứ thiền nó có cái tâm xả, thì cái người an trú ở trong tứ thiền thì sẽ vào được cái mức định cao thượng nhất. Cả cái năng lực cao nhất của định là có thể phát triển được các cái thắng trí thần thông. Và những cái người muốn phát triển được thắng trí thần thông thì họ phải xuất ra khỏi cái tâm tứ thiền. Bất cứ một cái năng lực thần thông nào, người ta phải xuất ra khỏi cái tâm tứ thiền. Vậy cái tâm tứ thiền nó cao thượng đến như vậy, nó cao thượng đến tột đỉnh của cái loại thiền định này. Sở niệm thanh định hay là tứ thiền. Đức Phật ngồi thiền trông rất là thoải mái, ngồi bất cứ tư thế nào. Đấy. Nhưng mà ở trong trong cái thiền ấy, thì thân nó nhu nhuyễn, tâm nó cũng nhu nhuyễn. Nên là Đức Phật lấy một cái ví dụ để một người mà vào được đến sơ thiền thì toàn thân của vị đó thấm nhuần tập ướt bởi cái hỉ nạn do ni dục sinh. Ví như là một cái người hầu tắm, người ta lấy cái bột tắm, người ta trộn đẫm với nước, xong người ta thấm với nước, thì tất cả cái cục bột tắm đấy từ đầu đến cuối nó đều được thấm nhuần tẩm ướt bởi nước, không có một cái chỗ nào là không được thấm nhuần tẩm ướt bởi nước. Cũng như vậy, với một người an trú ở trong sơ thiền thì toàn thân vị ấy được thấm nhuần tẩm ướt bởi cái trạng thái hỷ đạt. Cho nên là cái hỷ đạt ở trong thiền nó làm cho cái vị đó có thể an trú ở trong thiền và nhàm chán hết tất cả những cái cảnh dục giới ở thế gian, không ưa thích một cái niềm vui gì ở thế gian nữa, bởi vì những cái niềm vui thế gian lúc đấy là thấp bé, là hạ điểm. Còn những cái niềm vui ở trong định là nó cao thượng, cao thượng, nên là vị đó sẽ an trú ở trong định mà không bị chán suốt ngày suốt đêm. Định bốn loại thứ bốn: định thối giản, định tù động, định phân tích, định thể nhập. Định thối giản là có những khi mình thành tựu tu tập được một chút định rồi nhưng mà mình không biết cách bảo vệ được, không có những cái pháp bảo hộ đó, thì cái định nó sẽ thối giản. Như một người hành định xong là mình đã không có giữ giới, không có thu thúc các căn, không có ở những cái nơi độc cư an tịnh, thì dần dần cái định nó sẽ suy yếu đi, nó giảm và nó thối giản dần. Định tù động có nghĩa là một người tu định, khi đạt được định rồi thì mình không có tu tập những cái pháp cao hơn nữa. Ôi hết pin rồi. Nếu mà không có tu tập những cái pháp cao hơn thì cái định nó sẽ dừng lại ở đấy, nó gọi là tù động. Nên là cái người đấy mình đạt được định thì mình hài lòng với định, hài tặng với định, mình tham ái chấp trước với định, thì nó dừng lại ở cái tâm định. Định phân tích là mình sẽ phát triển các cái thiền quán, giống như là người phân tích tứ đại, thực hành cái thiền tứ đại là cái định đấy là định phân tích. Trong cái lúc mình nhập vào cái định của những người hành thiền tứ đại, mình phải phân biệt được đất nước vừa gió, đất nước vừa gió. Mặc dù mình phân tích như vậy nhưng nó vẫn đắc định, nhưng mà nó chỉ đắc được định cận hành, nó không đắc được định sâu hơn. Có cái định thể nhập,
định thể nhập về đây là đạt được cái mức định mà nó sẽ không còn bị thoái nữa, nâng cao cái tầng định siêu thế. Định siêu thế là nó đạt được định thể nhập, nó không bao giờ bị thối giảm nữa. Định thối giảm là đạt nghĩ đến dục. Trong cái lúc hành định mà mình vẫn còn ưa thích những cái dục lạc ở thế gian, sắc thanh hương vị xúc, những cái ngũ dục ở thế gian, thì những cái đấy nó đối nghịch lại với định, đối nghịch lại. Nên là một người mà còn không có thu thúc các căn, mình còn thích vui chơi, thích những cái niềm vui ở thế gian, thì cái người đấy không có hành được thiền định. Cho nên càng thời bây giờ thì nó lại càng có nhiều những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, nó làm cho cái tâm của con người bị loạn, tâm con người bị loạn. Cho nên là cái sự tu tập về định càng về cái thời này thì nó càng khó, như là cái thời đại vi tính. Là vi tính có nhiều cái hình ảnh ở bên ngoài, thông tin nộp mạng internet, điện thoại, tivi, đài báo, những cái đấy nó làm cho tâm bị loạn, nó làm cho cái người thực hành định rất là khó. Cho nên là thường thường một người muốn hành định là phải bỏ mấy cái đó, bỏ mấy cái đồ điện tử đi, sống giản dị như thời xưa thì nó tu tập định nó mới dễ. Định tù đậm là một người nắm được định và vì nó ưa thích với cái sự an trú ở trong định, vì nó không có muốn tu tập thiền tuệ thì được gọi là định tù đậm. Vì cái vị đấy chỉ tạo được những cái thiên nghiệp sắc giới, và sau đó vì nó sinh về cái cõi hoàn thiên giới. Thì cái định này trong cái thời mà Đức Phật không có ở thế gian thì đã rất nhiều những cái vị đạo sĩ người ta tu theo cái pháp thiền định này. Và khi người ta đạt được định rồi thì người ta dừng lại ở đây. Và người ta suốt đời người ta sống, người ta giữ cái định được. Và người ta phát triển cao đến mức cao nhất là luyện được các cái loại thần thông. Một số các cái khả năng thần thông là người ta hài lòng, người ta không có phát triển thêm được nữa. Còn định phân tích là đạt đến các cái thiện cao hơn. Là cái vị đó lấy cái năng lực của định để phân tích, để mà phân biệt danh sắc, phân tích về duyên khởi, phân tích về cái sự vô thường khổ vô ngã, để chứng đắc được các cái đạo quả cao hơn. Còn định thể nhập là câu hữu với cái sự ni dục, xa lìa được những cái tham dục. Định nó thuộc về dục giới, có định thuộc về sắc giới, có định vô sắc giới, có định liên hệ đến bát chánh đạo. Cái định liên hệ đến bát chánh đạo gọi là định siêu thế. Có những cái đề mục thiền thì nó cái đề mục thiền mà cái tâm nó phải phân tích nhiều, hay là những cái đề mục ấy nó gọi là đề mục thô, hay là những cái đề mục mà nó có nhiều đối tượng khác nhau, thì cái định không thể nào đạt được đến cái định an chỉ, nó chỉ đạt được đến định cận hành. Định cận hành thì được gọi là định dục giới, tức là cái tâm này nó chỉ ở cái cõi dục giới.
Vậy cái người mà hành thiền định ấy, là cái người đang tạo những cái thiện nghiệp về dục giới. Nếu cái nghiệp này nó trổ quả thì nó chỉ trổ quả ở cõi dục giới thôi, là vì đó chỉ đạt được cái hạnh phúc ở cái cõi nhân nhân thiên thôi. Những cái đề mục mà đạt đắc được định dục giới này, đó là đề 10 cái đề mục: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm niết bàn, niệm sự chết, niệm về vật thực bất tịnh, niệm về tứ đại. Thì những cái đề mục đấy dù có chuyên tâm nhất tâm đến mức nào mình cũng không thể đạt được định an chỉ, chỉ đạt được định dục giới. Có những cái định thì đạt được định sắc giới. Định sắc giới thì rất nhiều, những cái định đạt được định sắc giới, các cái đề mục đạt định sắc giới thì rất là nhiều. Tất cả những cái đề mục còn lại đều đạt được định sắc giới. Trong 40 đề mục thì có 10 đề mục chỉ đạt được định dục giới, còn 30 đề mục thiền còn lại sẽ đạt được định sắc giới. Từ sơ thiền mà đến tứ thiền được gọi là định sắc giới. Còn định vô sắc giới là nó vượt qua sắc giới. Có 9 cái đề mục có thể đạt được định vô sắc giới, như là đất nước lửa gió đen vàng đỏ trắng ánh sáng. Còn định liên hệ đến bát chánh đạo là cái người đã phải thực hành thiền tuệ vipassana, đắc được các cái pháp siêu thế. Và khi mà cái tâm quả an trú ở trong một cái tâm đạo nó khởi lên, thì sau đó nó có cái tâm quả, thì cái tâm quả chính là cái định của bát chánh đạo này. Vì ở trong cái tâm quả nó có chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Ở trong vì cái tâm của nó là cái tâm định đấy. Và nó có chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng ở trong đấy. Còn các cái định dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó không có ba cái chi đấy, nó không có chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng ở trong định đấy. Dục giới là định cận hành, sắc giới là thiền sắc giới, vô sắc giới là thiền vô sắc giới. Liên hệ đến bát chánh đạo là định siêu thế. Đấy là một cái loại định. Một người mà mới tập thiền, cái lúc mà cái người mà mới hành thiền ấy, mà mình chưa có đắc được thiền ấy, thì cái lúc đấy mình đang tạo cái thiền dục giới này. Có thể mình đang an trú trên hơi thở, hay là đang an trú trên một cái ca sĩ đá nào đấy, hay đang an trú ở các thiền tâm từ bi hỷ xả. Thì ở cái giai đoạn đầu nó chỉ là thiền dục giới ấy. Khi mà mình bắt đầu hành thiền, mình chú tâm vào hơi thở vào ra thôi. Lúc đấy mình định tâm trên hơi thở liên tục được 15 phút hay 30 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng. Thì cái lúc mà mình giữ được cái chánh niệm liên tục được 1 tiếng đấy, để mình có thể phát triển được cái định về dục giới. Lúc đấy thì nó định dục giới thì nó là cái tâm thiện nghiệp và gọi dục giới. Khi nào mà mình có thể an trú được trên tự tướng liên tục được 1 đến 2 tiếng đến 3 tiếng ở trên tự tướng, mà tâm nó không có nơi trở lại hữu phần, không có bị gián đoạn ấy, thì lúc đấy mình mới thành tựu được cái thiền sắc giới này. Mình đang an trú trên thiền sắc giới. Thiền sắc giới là nó vượt qua dục giới. Còn vô sắc giới là nó vượt qua sắc giới. Còn thiền siêu thế là nó vượt qua dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó có cái sự từng cái bước nó vượt qua các cái loại thiền. Thiền nó cứ phải vượt qua một cái thấp thì nó đạt được một cái thiền cao hơn. Ở cái tâm dục giới này thì mình đạt được cái thiền ở cái dục giới là cái tâm nó đi được tất cả những cái tâm bất thiện. Những cái tâm bất thiện nó không sinh khởi, nó chỉ có những cái thiện tâm dục giới nó sinh khởi. Khi mà đạt được đến sắc giới thì nó xa lìa hết tất cả những cái tâm thuộc về dục giới. Cả thiện và bất thiện ở dục giới nó đều không sinh khởi, mà nó chỉ sinh khởi mỗi tâm sắc giới, là cái tâm thiền sắc giới. Nên vô sắc giới thì nó vượt qua cái tâm dục giới và sắc giới này. Nó chỉ có một cái tâm vô sắc. Nó không, ở vô sắc thì nó không còn lấy cái vật chất làm đối tượng nữa, mà nó lấy cái thuộc về tinh thần làm đối tượng. Đấy, cái nó cái đối tượng của cái vô sắc giới nó không phải là vật chất,
ví dụ như là nó lấy hư không làm đối tượng, hư không vô biên làm đối tượng, thì cái đấy nó chỉ là cái khái niệm hư không. Và ở thức vô biên xứ thì nó lấy cái tâm, nó lấy cái tâm thức của cái hư không vô biên này làm đối tượng, thì cái lúc ấy nó lấy tinh thần, lấy tâm, lấy thức làm đối tượng. Ở vô sở hữu xứ thì nó chỉ là lấy cái sự khái niệm làm sự vắng mặt của hư không. Phi tưởng đi phi tưởng xứ thì nó lại là lấy về cái tinh thần, nó lấy về cái tâm thức để làm đối tượng, và nó không có lấy về cái sắc pháp làm đối tượng. Và ở trong cái tâm ở dục giới thì nó luôn luôn lấy các cái cảnh đấy, thì nó luôn, cái tâm nó luôn sinh ra các cái sắc thuộc về dục giới. Còn một cái người an trú ở trên thiền sắc giới, cái tâm nó cũng luôn luôn sinh ra những cái sắc cao thượng thuộc về sắc tử. Còn ở cái thiền vô sắc giới, tâm nó không sinh ra sắc, không sinh ra sắc nữa, nó không tạo ra các cái sắc cho tâm sinh. Thiền hệ đến bát chánh đạo là thiền siêu thế. Thiền siêu thế thì nó là thiền duy tác, nó không để lại cái thiện, nó không để lại cái bất thiện. Còn thiền dục giới là tâm thiện, thiền sắc giới là tâm thiện, thiền vô sắc giới cũng là tâm thiện. Còn thiền duy tác thì là cái tâm đấy là tâm duy tác, thiền siêu thế, nó không để lại thiện, nó không phải là bất thiện nữa. Định bốn loại thứ sáu. Một người mà đắc được định nó dựa trên bốn cái yếu tố dục cần tâm thẩm đạt được nhờ bốn cái này. Người muốn đạt được định thì phải có bốn cái tâm này. Bốn cái tâm này có mạnh thì người đó sẽ thực hành thực tập được thiền định. Dục là có cái ước muốn, cái người đấy phải có cái tâm ước muốn được đắc định. Ví dụ vị đó từng phải nghe pháp, từng biết được rằng là Đức Phật ngày xưa từng thực hành thiền, ngài nhập vào các tầng thiền, rồi sau đó ngài phát triển được các cái thắng trí, rồi ngài dùng cái năng lực thiền của để phát triển về trí tuệ, và ngài giác ngộ được chân lý, giác ngộ được sự thật. Thì cái người này sau đó Đức Phật giảng dạy cái giáo pháp, cũng giảng dạy cho người ta tu tập như vậy, tu tập phải có giới xong là mới có được định, có định thì mới có tuệ, mới có giải thoát chi kiến. Thì bây giờ một cái người mà khởi lên cái ước muốn chân chính như vậy thì cái vị đó mới có được cái động lực để thực hành thiền. Còn cái người mà không có cái ước muốn thì mà bị ép chẳng hạn, nhưng bây giờ một cái người khác người ta ép mà ngươi phải đi hành thiền, ngươi phải hành cho đắc thiền. Nếu mà một cái người mà tu tập với một cái sự ép buộc của người khác thì vị đó tu đến suốt đời không bao giờ thành tựu được một chút thiền này. Hoặc là có một người ta bảo bây giờ hãy tu tập thiền đi, tôi trả công mỗi một ngày của thiền trả cho 1 triệu, cứ tập đi, tập bao giờ mà đắc thiền thì mỗi một ngày trả cho 10 triệu, có tập được không? Nếu mà bây giờ mà có một cái người mà mình đi hành thiền vì để lấy công như vậy, để lấy tiền thưởng như vậy thì không bao giờ đáp được đấy. Vì cái ước muốn nó không phải là ước muốn chân chính, nó khác với những cái việc ở dục giới. Mình có thể đi làm một cái công việc gì đó mà do người khác ép buộc mình phải làm được, hoặc là do người khác bỏ tiền ra để trả công cho mình sẽ làm được. Nhưng mà đối với những cái việc về tâm linh, việc về tinh thần, việc về tu tập định thì những cái pháp áp dụng những cái pháp ở thế gian là không có hiệu quả. Mà cái này nó là nhờ phải là do cái trí tuệ thức tỉnh giác ngộ, do cái ước muốn chân chính của mình thì mình mới có thể tu tập được cái pháp đấy. Cho nên là còn dục là ước muốn, mình phải có cái mong muốn. Vậy thì cái người hành thiền là cái người đó đã từng trải qua cái pháp học, đã được học giáo pháp, vị ấy đã biết được cái lợi ích của cái việc tu tập. Và vị đấy đã thấy được những cái tấm gương
của các bậc thánh đã tu tập, đã chứng đắc, có lợi ích, vì đó tác ý đến cái lợi ích đấy, tác ý đến tấm gương đấy, muốn noi theo, muốn thực hành, muốn đạt được những cái điều cao thượng như vậy. Đó là dục khởi, những cái ước muốn là điều trước tiên. Cái thứ hai là tinh tấn. Khi mà cái tâm nó đã khởi lên cái tâm ước muốn nó đúng rồi, nó đặt đúng hướng rồi, thì cái sự tinh tấn ấy, nó tinh tấn đúng hướng, nó không phải là tà tinh tấn mà nó là chánh tinh tấn. Tinh tấn chứ không phải tinh tấn. Tâm tinh tấn. Cần là phải tinh tấn, tức là người hành thiền muốn đắc thiền, người đó cần phải cố gắng, mình phải vượt qua được cái sự giải đãi của cái thân này. Thực ra thì trong cái thân tứ đại con người, nó không ngày nào nó không có bận thân và tâm. Ngày một ngày khi các cái đại trong người mình nó thay đổi liên tục, có thể là sáng mình thấy nó uể oải mệt mỏi, chiều mình sẽ thấy nó nhức nhối buồn phiền, nó đủ mọi những cái thứ bệnh. Nếu như mình cứ chăm sóc, quan tâm, lo lắng về những cái bệnh của thân, cái ôi hôm nay mệt quá, nghỉ ngày mai khỏe hay bây giờ thời gian này thấy sức khỏe yếu quá, mình chăm sóc cho nó tầm bổ, cho nó béo tốt lên rồi mình mới thực hành, thì không bao giờ thực hành được, không bao giờ thực hành được. Và mình phải chấp nhận thực hành trong cả cái lúc mà nó đang đau ốm, mình phải thực hành với cả những cái thuận lợi và có những cái khó khăn, cả những cái nghịch cảnh và cả những cái mà cái cảnh thuận và cảnh nghịch, mình đều phải thực hành hết. Tức là thấy nó đau nhất mình cũng vẫn phải ngồi, thấy nó thiếu ngủ, nó mệt mỏi mình cũng vẫn phải hành, thấy nó suy kiệt về sức lực rồi mình vẫn phải thực hành. Mình biết là mình sắp chết rồi mình càng cần phải thực hành. Thì cái người đấy phải tinh tấn như vậy, vượt qua mọi cái cản trở, cái khó khăn ở bên ngoài thì mới thực hành được. Chờ bao giờ nó béo tốt khỏe mạnh hay thì không bao giờ có ngày đấy. Quyết tâm có cái tâm dục cần tâm thật, tâm có là quyết định, tâm ở đây có nghĩa là quyết tâm, có nghĩa là cái người đó phải có cái quyết định trong cái sự thực hành. Quyết định ở đây thì nó mang cái tính từ bỏ, mình phải quyết định từ bỏ. Khi mà một người quyết định thực hành thiền mình quyết định đi trên cái con đường này thì mình phải bỏ rất nhiều các con đường khác, mình phải bỏ rất nhiều những thứ khác. Ví dụ như Đức Phật này, cũng đi hay tu này, cũng đi tu lẫn hành thiền, thì cái tâm muốn thành tựu được cái giới định tuệ này, bỏ ngay, và tức là bỏ hết cả cái quyền đi sự nghiệp và thế gian, bỏ vợ con nhà cửa, bỏ hết. Thì lúc đấy bỏ hết râu tóc, nhưng cũng bỏ hết cái hình tướng ngoài, không có liên tiếp, bỏ thì mới bỏ một cái thì mình sẽ đạt được một cái, bỏ một cái hạ niệm thì mình sẽ đạt được một cái cao thượng. Cũng giống như là đi từng cái bậc thang, mình muốn bước lên cái bậc thứ hai mình phải bỏ cái bậc thứ nhất, muốn bước lên cái bậc thứ ba mình phải bỏ cái bậc thứ hai. Cũng như vậy, như là mình có muốn bước lên một cái pháp cao thượng thì mình phải bỏ một cái pháp tầm thường. Nhưng anh nói thế ra được gọi là những cái tầm thường mình bỏ đi, mình sẽ thành tựu được cái pháp cao thượng, đó là thành tựu được những cái năng lực về thiền định. Để sau đó mình cũng phải bỏ những cái năng lực thiền định để thành tựu được cái thiền tuệ. Đó là có cái sự quyết tâm như vậy, quyết tâm. Mà chỉ có những cái người có cái sự quyết tâm mình cứ từ bỏ được, quyết định làm cái gì. Người có quyết tâm mạnh thì cái người đấy nó có thể từ bỏ được mạnh. Và cái thứ nữa là trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là mình phải biết thực hành làm sao cho nó vừa phải, tức là có trí tuệ cái người đấy mới biết. Chứ nếu mà có cái người thường thường là cái người mới thực hành chẳng hạn, mình mới đến mình thực hành, mình không biết lượng sức của mình, không biết lượng sức của mình, cứ cắm đầu cắm cổ thực hành với cái tâm mà nó tinh tấn thái quá,
thì nó cũng không không thành tịnh, hoặc là mình giải đãi quá cũng không thành tịnh. Có trí tuệ có nghĩa là mình biết 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 biết, biết vận dụng cái sức lực của mình một cách vừa phải, một cách khéo léo, một cách thiện sạch. Trí tuệ, nếu người có trí tuệ thì người đó sẽ biết cách thiện sạch, áp dụng những cái thiện sạch để mình thực hành sao cho nó vừa phải nhất, sao đúng mức nhất. Thì mình an chú trên đối tượng vậy. Nếu mình có trí tuệ thì mình biết mình chú tâm như thế này là căn quá, chú tâm như thế này là yếu quá, cần phải duy trì cái tâm làm sao cho nó ở cái mức trung bình vừa phải nhất thì mình sẽ thành tịnh được. Còn người không có trí tuệ thì mình không không biết, không biết cách, không biết cách quân bình, không biết cách quân bình cái tâm. Có thể là có những lúc mình căng quá, mình căng quá thì nó chóng mệt và chóng giải đãi, chóng chán nản, chóng bỏ cuộc. Hoặc là có những lúc mình tập một cách yếu ớt quá thì tâm nó sẽ bắt những, nó sẽ bị những cái ngoại cảnh nó tấn công rồi, nó nối đi và nó sẽ làm cho nó sẽ lôi cuốn mình đi, nó làm cho mình giải đãi rồi là mình cũng từ bỏ. Chỉ có trí tuệ thì mình biết vừa phải dụng cái công, nó không quá mạnh không quá yếu, đi đúng đường, biết phân biệt được tránh tà. Trí tuệ là cái thẩm xét, xem xét, quan sát đúng, đi đúng đường là nhờ có trí tuệ. Định năm loại: định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, định ngũ thiền. Cũng là cái tứ thiền mà, vì nó có năm thiền chi, có năm cái chi thiền. Thì một cái người người ta thực hành thiền, người ta với cái người mà người ta có căn cơ, có trí tuệ nhạy bén, người ta muốn lên nhị thiền, người ta loại bỏ một lúc hai chi thiền thì người ta lên nhị thiền, còn lại ba thiền chi thì đạt nhất tâm. Nhưng một số người thì có thể là do cái năng lực kém hơn, hoặc là đi cẩn thận hơn, thì người ta phải loại bỏ từng chi một, loại bỏ tầm để lên nhị thiền, còn lại bốn thiền chi, tứ thì đạt nhất tâm. Sau đó mình mới loại bỏ thiền chi tứ lên tam thiền thì đạt nhất tâm. Cái này nó chỉ là cái cách thức phân chia các chi thiền, mà nó phân chia thành định năm loại, năm tầng thiền hoặc bốn tầng thiền. Cho nên là có những cái chỗ thì nói đến năm cái tầng thiền này, có những cái chỗ chỉ nói đến bốn tầng thiền. Mà cái chỗ mà nói về bốn tầng thiền ấy nó phổ thông hơn, nói về cái năm tầng thiền này ít không phổ thông đâu. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và trong cái pháp thực hành cũng vậy, đến cái lúc mà mình thực hành thiền ấy, thì các vị thiền sư sẽ hướng dẫn mình thực hành về cái phương pháp tứ thiền nhiều hơn là ngũ thiền. Mình sẽ loại bỏ hai thiền chi tầm thứ để lên nhị thiền luôn, chứ ít khi đi qua trạng thái ngũ thiền này. Định ô nhiễm, định ô nhiễm là dự phần vào thối giả, câu hình nguyên dục. Định thanh tịnh là dự phần vào thắng giả, phần câu hình nguyên dục. Tất cả những cái phiền não, những cái tham dục sân hôn trầm trĩ miên trào hối, tất cả những cái đấy nó đều làm cho định bị ô nhiễm. Phiền não nó là kẻ thù của định, nó là cái mặt trái của định. Một người mà thực hành định thì người đó không có thể sống như những người khác được. Ví dụ người ta đến gây sự mình phải bỏ chạy, không có gây sự lại được, không có cãi nhau được, không có đánh nhau được. Cãi nhau khởi phiền não thì nó được. Thấy những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, những cái ngoại cảnh nào nó hấp dẫn thì mình phải tránh. Đấy là những cái tu tập về định nó là thế. Cho nên là thường thường ở núi rừng,
những cái nơi thanh tịnh thì mình có thể tu tập được định. Nó khác với tất cả những cái môi trường khác. Vậy thì cái môi trường tu tập định phải là một cái môi trường thanh tịnh, chuẩn tịnh và thanh tịnh. Người đó phải, cho nên là người đó cần phải có giới thanh tịnh này. Giới thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh này. Cái hoàn cảnh, cái môi trường phải thanh tịnh thì cái tâm nó mới thanh tịnh. Thanh tịnh không có dự phần, là dự phần vào thắng giả, không cầu hiểu với các cái đối tượng thấp hạ điển. Tập định. Có hai loại là định nghiệp thế và định siêu thế. Định thế gian và định siêu thế gian. Tất cả những cái định thuộc về dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả những định đấy thuộc về định nghiệp thế, là những cái định ở thế gian. Tức là một người đắc được các cái định dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì vị đó vẫn còn ở trong tam giới. Trong lúc vị đó đang hành các cái thiền đấy thì vị đó đang tạo các cái nghiệp ở thế gian, các cái nghiệp thế gian, chứ không phải là một người đắc định. Mà một người muốn đắc được pháp siêu thế là người đó hành thiền tuệ, năng lực của thiền tuệ sẽ đưa đến định siêu thế. Định siêu thế tức là các cái đạo quả, tức là các cái thiền quả. Tức là một người mà chứng được sơ quả dự tin thì vị đó có cái sơ chứng được sơ quả, chứng đắc được cái đạo quả dự lưu thì vị đó bắt đầu có được cái định siêu thế của cái quả vị dự lưu đấy. Một người mà chứng được quả nhất na thì vị đó có cái siêu thế của cái đạo quả nhất na. Một vị mà chứng được bất na thì có cái định siêu thế của quả bất na. Một vị chứng được a na hán thì có cái định siêu thế của quả a na hán. Các cái định siêu thế và cái loại định hiệp thế. Định siêu thế là kết quả của thiền tuệ, là một người có thực hành thiền tuệ đấy, cho đến khi mà đến tầng tuệ thứ 15 thì mới có cái định siêu thế. Có 16 tầng thiền tuệ là mình muốn đắc được đến định siêu thế, mình phải tu tập đến tầng định thứ 15 là cái tuệ đạo, tuệ quả. Đến cái tuệ quả thì mình có được siêu thế, có được định siêu thế. Còn lại ở tất cả những cái tầng định ở dưới này chưa có định siêu thế. Tầng tuệ ở dưới, từ tuệ thứ nhất cho đến tuệ thứ 14 thì nó vẫn, khi cái lúc đấy cái tâm mà mình đang thực hành tuệ phân biệt danh sắc, quan sát duyên khởi, thẩm sát tam tướng, tuệ sinh diệt, tuệ tan rã, tất cả những cái tuệ đấy, thì cái lúc mà mình đang ở trong các cái tuệ đấy thì nó là tâm gì? Tâm gì? Có ai biết là tâm thuộc về cái tâm gì không? Tâm hiệp thế hay tâm siêu thế? Tâm dục giới hay sắc giới hay vô sắc giới? Nó là tâm dục giới. Lúc mà mình đang thực hành thiền tuệ nó vẫn là tâm dục giới. Ví dụ mình ở cái tuệ cho đến khi nào mình lên được đến tuệ thứ 13 là cái tuệ chuyển tập này, thì bắt đầu nó mới trở thành tuệ của cái tâm. Cái tuệ mà chuyển tổng ấy, thì nó mới một nửa thì nó là ở dục giới, một nửa nó là siêu thế, một nửa là hiện thế, một nửa là siêu thế. Tuệ thuận thứ rồi đến tuệ chuyển tổng cho đến tuệ đạo thì nó là tuyệt đối thuộc về tâm siêu thế. Về tệ quả là tâm siêu thế, còn lại những cái tuệ ở dưới thì nó chỉ là tâm của hiệp thế. Như một người mà đang phân biệt thiền tuệ thì người đó đang tạo các cái thiện nghiệp thuộc về gì? Thiện nghiệp thuộc về gì?
thuộc về dục giới. Nếu mà mình chết với cái nghiệp dục giới đấy, mình vẫn chỉ sinh ra có dục giới thôi. Nhưng một cái người mà người ta không có an trú ở các tầng thiền, người ta chỉ có hành thiền tuệ thôi, nhưng mà người ta chưa đắc được đạo quả, thì khi chết thì người ta vẫn chỉ sinh về cõi thiện dục giới, tức là cõi trời và cõi người. Nhưng mà là một cái người có trí tuệ rất là thâm sâu, có ba la mật, có thể chứng đắc niết bàn nhanh chóng. Cái tuệ ở cái cõi dục giới và siêu thế định nhập thế được thành tựu bởi các yếu tố giới thanh tịnh, loại bỏ người chướng ngại và thân cận bậc thiện tri thức. Muốn có được tuệ về siêu thế thì phải hành thiền tuệ, muốn có được định siêu thế thì phải hành thiền tuệ, còn muốn có được định hiện thế thì mình cần có ba cái yếu tố này: giữ giới cho thanh tịnh và loại bỏ các cái chướng ngại, và sau đó là phải học với một cái vị có cái kinh nghiệm hành thiền. Thân cận thiện tri thức là một cái vị đã có cái pháp hành, mình có pháp hành, có kinh nghiệm về pháp hành thì sẽ thành tựu được cái định nhập thế này. Đấy, và thế này là và lựa chọn 140 đề mục, lựa chọn 140 đề mục, chọn một chỗ ở thích hợp, trừ khử các chướng ngại và thực hành theo đúng sự hướng dẫn. Đấy là những cái yếu tố để mà phát triển được thiền định. Yếu tố phát triển được thiền định có 6 cái yếu tố. 7 cái yếu tố đấy, tức là giữ giới này, loại bỏ quỷ chướng ngại, thân cận thiện tri thức này, lựa chọn một đề mục thiền định này, lựa chọn một chỗ ở thích hợp này, trừ khử các cái chướng ngại bên trong và bên ngoài này, và thực hành theo đúng sự hướng dẫn. Đấy là để mà thành tựu được cái thiền định mình sẽ phải làm bao nhiêu việc. Mười cái chướng ngại, mười cái chướng ngại mà mình cần phải trừ khử. Mười cái chướng ngại đó là chú xứ, gia đình, lợi dưỡng, đồ chúng, xây dựng, du lịch, quyến thuộc, yêu lão, sách vở, thần thông. Đây là mười cái chướng ngại. Mười cái chướng ngại những cái mà nó không thích hợp. Ví dụ một chú xứ không thích hợp thì mình không thành được thiền định, bị ràng buộc bởi gia đình không hành được thiền định, đắm nhiễm vào lợi dưỡng không hành được thiền định, có nhiều bận rộn với đồ chúng. Ở đây là những người mà tại nhiều học trò, hay là những người mà có nhiều cái quần chúng, như một ông vua có rất nhiều thần cận thần, phải bỏ vai vàng đi tu, trốn vào rừng đi tu, đồ chúng bận về việc xây dựng, bận rộn về việc xây dựng, về tính toán gạch ngói xi măng sắt thép, thợ thuyền nhiều quá, ưa thích đi du lịch, không tu được, định đoạn những cái cảnh mới, cảnh đã đặt ở trong tâm làm cho đoạn tâm, bận rộn về quyến thuộc, thân quyến thì có lúc thì vui, có lúc thì buồn, có lúc thì bận. Ví dụ cái thân quyến có việc đến nhờ mình, mình không đi thì người ta giận, mà mình đi thì mất thời gian. Thỉnh thoảng người ta tổ chức tiệc tùng, người ta mời mình đến cho vui, mình không đến thì mất lòng. Thỉnh thoảng người ta đau yếu, mình không đến thăm thì người ta để ý, người ta ghét, quyến thuộc, cái chướng ngại. Yêu não là cái người có nhiều phiền não quá,
nhiều cái buồn phiền, hơi hơi nói một tí về là phiền não thì nó cũng là chướng ngại. Sách vở thì mình vừa đọc sách quá, vừa nghiên cứu quá, trong cái giai đoạn hành thiền phải vác cả sách vở lại luôn, không có đọc sách. Đọc sách nhiều, nhất là những cái sách vở bên ngoài, sách báo tạp nha bên ngoài. Thậm chí cả trong nội điển người đó cũng phải giảm bớt xem sách. Mà thần thông đó, thần thông là một cái người ưa thích thần thông. Thần thông thì nó chứng ngại cho thiền tuệ, thần thông chứng ngại thiền tuệ là chết. Thiền thì như Đức Phật này, anh thế này, các bạn có bị thái tử vua đi hành thiền còn mới ra bọc xương này. Đấy, một cái nắm cỏ nằm bồ đoàn ngồi dưới gốc cây, mỗi mỏng cắn kệ đói 70 năm thiền nhé. Nằm bị ông anh em Kiều Trần Như cũng ngồi xung quanh. Chú xứ là một chỗ ở như một căn phòng nhỏ hay một ngôi nhà lớn là chướng ngại trong trường hợp đang được xây dựng có nhiều đồ đạc và công việc liên hệ đến chỗ đó. Cái chú xứ, cái chướng ngại, chú xứ ở đây nó có thể là ngôi nhà mình ở hay một cái phòng ở. Nếu mà trong phòng nó có quá nhiều đồ đạc, nếu như cái nhà đang phải xây dựng thì nó ồn ào, hay là trong phòng mà nó có quá nhiều đồ đạc, mình rất khó định tâm, vì cái tâm của mình nó loạn, nó cứ phải quan tâm cái này thì nó quan tâm cái kia một tí. Trong nhà có tivi thì mình phải quan tâm đến tivi, thì có bị tính có điện thoại, nhưng có đủ mọi thứ ở trong đấy mình phải quan tâm chứ, quan tâm đến nó xem mà nó bẩn tốt hay nó bị hư, nó bẩn thì mình phải bao dọn. Luôn luôn có nhiều việc phải làm. Thì là một cái người muốn thực hành thiền thì ở cái phòng của mình vứt hết đồ đi, bỏ vỡ đồ đi, để cái gì ở trong, để một cái giường nằm, một cái tọa cụ để ngồi thiền, và một cái phòng mà lý tưởng nhất vứt hết thì để mỗi một cái tọa cụ ngồi thiền, cái vùng thiền để mệt mình nằm luôn ra nằm nhà ấy ngủ, không cần phải giường như thế thì càng tốt. Càng đồ đạc càng ít cái mình phải quan tâm càng tốt. Những cái gì mà nó bận rộn khiến cho mình phải quan tâm bận rộn thì mình bỏ qua bỏ hết, càng ít đồ đạc càng dễ. Và những cái công việc liên quan đến chỗ đó, là nó điện nó hỏng ở chỗ này hay chỗ kia, cửa giả này, giường chiếu, có rất nhiều cái nó liên quan đến cái phòng ở, cái chỗ ở đây bận rộn, nó khiến cho mình bận tâm. Tất cả những cái gì nó khiến cho mình bận tâm đến cái chỗ ở thì nó đều trở thành chướng ngại. Vậy cái chỗ ở ít bị bận tâm nhất, ít bị bận tâm nhất đó là ở gốc cây, sạch kệ nó, bẩn kệ nó, chả cần phải quét dọn gì hết. Ở ngôi nhà trống, ở một nghĩa địa, hoặc là đang nghĩa địa ngồi, và ở nơi cánh đồng, ở nơi khoảng không, nơi không có nhà, nơi hang sâu, nơi hang đá, cây hoặc trong rừng ấy, thì không cần bận tâm. Chú xứ nó là chướng ngại. Còn nếu như những cái chú xứ này nó mà không phải xây dựng, nó không có nhiều đồ đạc và nó không có nhiều công việc khiến cho mình bận rộn, thì chú xứ đấy nó là cái chỗ để cho mình có thể tu tập được. Gia đình gồm có những quyến thuộc hoặc những cư sĩ ngoại hộ, liên hệ quá mật thiết với gia đình và cư sĩ là một chướng ngại. Ví dụ như là người đại gia thì những người thân của mình thì trong gia đình, trong một cái ngôi nhà cũng quyến thuộc, là những người thân quyến của mình trong gia đình, bố mẹ, anh chị em, con cái. Thì khi mà những cái người thân thì bao giờ sống cũng phải liên hệ với nhau, liên hệ với nhau, mình phải chăm sóc cho một cái người ốm, trẻ con thì mình phải chăm sóc, từng cái ăn, cái ở, học hành.
người già mình phải chăm sóc về bệnh tật ông đau, có công này việc nọ, không thể nào mà cái cuộc sống nó luôn luôn nó liên quan đến nhau. Thì những một cái người sống ở gần gia đình như vậy thì không hành thiền được, mình phải đi đến một tránh đến một chỗ khác, tránh xa đến một chỗ khác thì mới tập được. Như trong này thì có cái câu chuyện về một cái vị tỳ kheo mà đi, khi vị đó đi xuất gia đi tu này, đi tu và vị đó đến một cái nơi rất là xa xôi để tu, và cái năm đấy vị đấy muốn về cái quê của mình để an cư, về cái ngôi làng ở cái nhà mình để an cư. Thì cái cậu của vị này thì đang an cư ở cái ngôi làng này và muốn đi đến một cái ngôi làng khác, là cái nơi mà cái người cháu này đang tu. Thì cái bà mới dặn là chú đến đấy thì nhớ là dặn cháu là hãy quay về thăm gia đình, mọi người đều nhớ. Mà ông cậu đang đi nửa đường thì ông tỳ kheo trẻ đang đi về quê, và ông bảo hãy về quê đấy, về gần gia đình đấy mà ăn cư vì gia đình rất là nhớ. Nên là khi ông tỳ kheo trẻ này khi ông trở về quê ấy, thì ông mới được chính bố mẹ ông mới mời là thỉnh ngài hãy đến an cư ở cái chú xứ của chúng con, tức là cái gia đình này có là một cái tịnh thất cúng dường cho một vị tỳ kheo an cư và cúng dường vật thực trong 3 tháng. Nhưng mà khi mà vị này trở về thì cả bố mẹ đều không có nhận ra, cho nên vẫn coi vị là một vị khách tăng, và ngày nào vị này cũng ôm bát đến gia đình nhà mình, và chính bố mẹ là những người sắp cái vật thực cúng dường suốt ba tháng. Nhưng mà vị này chỉ đến nhận vật thực xong là đi về cốc, về cái cốc của mình ngồi ăn vật thực, xong ngày hôm sau này cũng như thế, liên tục trong 3 tháng như vậy. Và cho đến ngày cuối cùng thì vị đó cảm ơn gia chủ và quyết định quay trở về cái ngôi làng khác, nơi mà vị đó tu ở một cái nơi, ở một cái vùng quê khác, và bố mẹ không hề biết. Nhưng mà khi cái người cậu trở về thì bà chị vào mới hỏi, thế cậu đến đây có gặp cháu không, mà sao không cái cháu đi về cùng, hay là con tôi chết mất rồi. Thế là cái người vị tu sĩ là em này mới nói rằng là chính cái vị tỳ kheo mà đã an cư và thường xuyên đến nhà ông bà phát thực trong 3 tháng vừa rồi, đấy chính là con trai của ông bà. Thì cái vị này là giữ được một cái tâm xả, không có bị dính mắc bởi gia đình. Và lúc đấy thì cái người mẹ này thì lại trở nên rất là hoan hỉ, và con ta thật là một người khác thường. Cái giáo pháp của Đức Thế Tôn đã biến cho cái con ta trở thành một cái người rất là đặc biệt, đó là không bị dính mắc bởi gia đình. Thì với những người như thế thì gia đình mới không trở thành những cái chướng ngại. Còn thường thường khi mà đi xa về mình gặp người nhà thì đủ mọi chuyện để hỏi thăm, để hỏi han bố mẹ sống có khỏe không, những tháng ngày qua có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn, hay có chuyện gì cũng mang ra nói chuyện. Nếu như cái vị đó là một cái vị đang tu tập mà chưa có chứng đắc đạo quả, mà khi nghe những cái chuyện vui chuyện buồn ở gia đình thì cái vị đó bị loạn tâm, gia đình là một cái chướng ngại. Còn nếu như mình có thể giữ được cái tâm dừng dưng như vậy thì gia đình mới không chướng ngại, liên hệ quá mật thiết với gia đình. Và một cái vị tu sĩ mà liên hệ quá mật thiết với các gia đình tại gia thì sẽ trở thành cái chướng ngại, gia đình cư sĩ trở nên quá thân thiết với nhiều vị sư, có thể nhận một cái người cư sĩ tại gia làm cha nuôi, mẹ nuôi, anh chị em nuôi, thì cái đấy nó trở thành phi pháp. Đúng. Tự nhiên bỏ hết bố mẹ mình thì nhận một cái người khác làm bố mẹ, bỏ một cái ràng buộc này trói một cái ràng buộc khác mà, thì nó vẫn không có liên hệ mật thiết. Lợi dưỡng là 4 cái món vật dụng. Một cái người mà
Ví dụ như cái người tại gia mà có quá nhiều lợi dưỡng, như là mình đi làm mà ra nhiều tiền quá, mình không có thể nghỉ được việc, cái công việc này mang lại cái lợi nhuận cao quá, khó mà từ bỏ được, khó mà từ bỏ được mà đi hành thiền được. Thì đấy là cái lợi dưỡng của người tại gia, là cái sự thu nhập càng lớn thì càng bị dính mắc nhiều. Còn cái lợi dưỡng của người xuất gia ở một cái nơi mà có được, có quá nhiều cái sự cúng dường nhiều quá, mình sẽ bận rộn nhiều, phải tiếp khách rất là nhiều, bận rộn nhiều, thì cái đấy nó cũng sẽ trở thành một chướng ngại. Như cái người mà càng nổi tiếng thì sẽ càng được nhiều người tìm đến, thì vì đó sẽ rất nhiều bận rộn, những cái bận rộn đấy sẽ làm cho cái vị đó không còn thời gian để thực hành được pháp nữa. Nên là nhiều vị cố gắng học để lấy được cái bằng tiến sĩ, lấy được bằng tiến sĩ rồi thì vị đó sẽ nổi tiếng, người ta mời đi giảng pháp khắp mọi nơi, thì có rất nhiều đồ chúng, rất nhiều quần chúng vây quanh như vị đấy. Thì đến khi vị đó muốn thực hành pháp không thực hành được, ở đâu cũng bị rộng rộng, nhưng đâu cũng có nhiều người, thì cái đấy nó cũng là một cái loại lợi dưỡng mà nó làm chướng ngại cho vị đó. Đồ chúng có nhiều học trò thì phải bận rộn dạy dỗ, không còn thời gian mà hành thiền. Đồ chúng là một cái người mà có nhiều học trò. Trong cái thời gian hành thiền, cái vị đó phải sống một mình. Càng sống được một mình thì càng hành thiền tốt. Nếu một cái chỗ ở của vị đó phải ở một cái phòng riêng biệt, thậm chí chỉ hai người ở trong một phòng thôi, vị đó đã trở thành một chứng đạo. Nó sẽ làm cho vị đó rất khó mà phát triển được định này. Chứ đừng nói đến ở một cái tập thể đông người. Vị đó càng ở một mình càng tốt. Và cho nên là thường là những cái nơi thiền viện, khi mà xây dựng các cái tịnh thất, cứ mỗi thất là phải một người, chỉ dành cho một người, mỗi tịnh thất thì dành cho một người. Đấy là cái mục đích, là muốn cho một cái thiền sinh đấy đắc thiền trong một thời gian ngắn nhất, dễ dàng nhất, không có mất nhiều công sức. Nhưng mà nếu mà một cái người mà có quá nhiều quần chúng vây quanh thì cái người đó rất khó thực hành. Có những cái người đi đâu cũng rất là nhiều người, rất là thân thiện với nhiều người, thì rất nhiều người đến và thích thân cận nói chuyện, thì cái đấy nó cũng sẽ là một cái chướng ngại. Có quá nhiều người quý cái người này, muốn tìm đến nói chuyện tâm sự, thì cái người đấy sẽ bị bận rộn không thực hành được. Còn một cái người mà có tâm sự phải dạy dỗ thì cũng phải gác lại cái việc dạy vào. Như là một cái vị mà pháp sư có nhiều học trò, một cái vị thầy giáo thọ có nhiều học sinh, thì vị đó cũng phải dạy cho xong rồi phải nhờ người khác dạy cho mình để đi thực hành thiền. Nếu mình không dạy được cho xong thì nhờ người khác dạy, không điều được người khác dạy thì phải từ bỏ cái lớp học đó để chuyên tâm hành thiền. Vì thường thường trong giáo pháp thì thường thường là một người, đại đa số là người ta học trước sau đó người ta hành sau. Như là một người mà người ta học có cái bằng cấp hay là có được cái pháp học cao này, thì thường thường sẽ có nhiều người đến thọ giáo, tức là xin vị đó giảng dạy cho mình những cái pháp học này. Nhưng mà bận rộn vào cái pháp học đấy thì sẽ không còn hành thiền được. Thậm chí một người hành thiền vị đó, nếu một tí kheo thì nó cũng phải bỏ hết cả những cái hội chúng đấy. Và một cái người tại gia cũng phải bỏ hết những cái hội chúng ở tại gia. Một cái người xuất gia cũng phải bỏ cả những cái hội chúng xuất gia để sống một mình, sống một cái độc cư, thời gian
thời gian hành thiền là cái thời gian phải độc cư, độc cư tinh cần. Sau khi mà thực hành xong cái sa môn pháp rồi, hành xong thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ rồi, thì mình có thể quay trở lại để cái công việc giảng dạy, thì lúc đấy nó không còn chứng ngại. Còn trong cái lúc mình muốn thực hành, mình, cái việc hành thiền nó không, nó khác với cái việc khác, là mình không thể nào mà một lúc mà làm cả những cái việc xã hội này, cả những cái việc về, về tâm linh được, cả những cái việc về ngoại cảnh này được, nó rất là khó thực hành. Vì khi mà đã muốn, muốn đắc thiền, muốn phát triển được thiền, nếu mà đắc thiền rồi mà mình còn bận rộn với những cái công việc ở đám đông này, mình sẽ không có, không phát triển thêm được. Vì vậy cái việc hành thiền là chỉ có muốn đắc được, muốn chuyên tâm, muốn chuyên sâu, thì mình phải buông bỏ hết mọi cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Mình chỉ còn lại một việc, đó là hành thiền thôi, thì nó mới dễ. Chính vì vậy cái người hành thiền nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những người khác, sự ủng hộ, sự giúp đỡ của những cái người khác. Là cái, những cái người khác phải giúp cho cái người hành thiền này, nó là về cái trú xứ, phải có vị đó phải yên tâm, có một cái chỗ ở, không phải no, phải có cái vật thực, tức là phải có cái thức ăn hàng ngày cho vị đó. Vị đó có thể tu một năm, có thể 10 năm, có thể 20 năm mới xong được cái hạnh, mới xong được cái pháp hạnh. Thì trong suốt thời gian đấy phải có những cái người, người ta no, người ta bố thí cúng dường trong suốt cái thời gian vị đó tu tập về cái vật thực và về cái y áo, vì đó phải có người khác bố thí cúng dường và thuốc men khi có bệnh tật. Nên cái vị đó cũng không cần cái gì khác ngoài bốn cái đấy, và bốn cái đấy phải có những cái người chu cấp cho vị đó, người làm cái phương thiện. Vậy thì tại sao bây giờ một cái người hành thiền mà được chu cấp những cái đấy? Bởi vì có lẽ rằng trong quá khứ vị đó đã từng làm cái việc này nhiều rồi. Tức là trong quá khứ khi mà vị đó chưa thực hành pháp, vị đó cũng đã thường hay cúng dường bố thí cho những người thực hành pháp về trú xứ, về vật thực, về chỗ ở, về thuốc men. Cho nên bây giờ vị đó thực hành pháp mới có, thì cái phước nó trổ, mới có người, người ta no những cái vật dụng đấy cho vị này hành. Vậy thì cái người nào mà ở cái hiện tại mà chưa có hành được thiền thì mình phải lo cho những cái người đang hành bốn cái vật dụng đấy. Thì sau này đến một lúc nào mình có cái duyên thực hành thì mình mới thực hành được. Còn nếu không, mình không có cái nhân mà lo bốn cái vật dụng cho người khác thì bây giờ mình muốn thực hành nó sẽ thiếu thốn bốn cái này, mình không an, ngồi không an. Nên muốn có một cái tĩnh, có những người muốn hành thiền nhưng mà không có thất, mình cứ phải ở chung với đại chúng, không hành được. Hoặc là ở những cái chỗ mà không có thể nào mà đi khất thực một cách dễ dàng. Giống như sống ở nhiều nơi mình đi khất thực, người ta không cho khất thực. Y áo không có người cúng thuốc, bệnh tật không có người nói thuốc men, thì đấy nó cũng là một cái khó. Từ bỏ hết đồ chúng, sống độc cư mới hành thiền được. Xây cất là việc tốn nhiều công sức, bận rộn phải trừ cực bằng cách. Có những người thì đang bận rộn về cái việc xây cất, xây dựng bất cứ một cái gì thì nó cũng rất bận rộn. Việc xây dựng thì nó rất là đau đầu, thì mình cần phải trừ cửa nó bằng cách, nếu gần xong rồi thì làm cỗ cho nó xong, và những cái việc xây dựng gần xong còn bao nhiêu thì giao lại cho người khác, và còn giao lại không giao được thì bỏ. Hành thiền nó vậy, luôn luôn phải bỏ. Bây giờ mình đang xây dựng một cái gì đó mình bỏ, có nghĩa cái công trình đấy cũng dở ra, nhưng mà cái công trình đấy nó dở ra còn hơn là mình dở ra, mình cái sự nghiệp tu luyện của mình bị dở ra thì nó khổ hơn. Mà một khi mà đã quyết định thực hành rồi, đã quyết định thực hành một cái pháp này, thì mình phải gác lại những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Cái gì mình giao cho người khác thì giao, không giao được thì buông đi, bỏ đi, không cần thiết.
như Đức Phật ngày xưa bỏ công ty ngai vàng để đi tu. Thì lúc đấy thì vua cha nghĩ là thôi nếu mà ông này đi tu rồi thì mình sẽ truyền cái ngôi này cho em trai của ông là Nam Đà. Mà đúng đến ngày cái người em trai này cưới vợ, và cũng là cái ngày hôm đấy sẽ được phong vương. Ngày hôm đấy là cũng là cái ngày được làm lễ quán đảnh để lên ngôi vua, thì Đức Phật lại đến dụ luôn cả cái ông em ấy đi tu luôn. Thế thì lúc này cái vua Tịnh Phạn là vậy, thì sau này chắc ngài giao cái ngai vàng này lại cho con trai của Đức Phật là Na Hầu Na. Nhưng mà cái con trai thì Đức Phật về cũng dụng đi tu nốt, bỏ một cách không cần thiết. Mình bỏ đi rồi, mình biết đó là những cái hạ điện, bỏ đi mình để cho người thân của mình những cái đấy thì nó không đáng. Muốn có một cái pháp cao hơn, đó chính là cái pháp giải thoát nó cao thượng hơn, để bỏ đi mà không cần phải tiếc, không cần phải luyến tiếc gì. Đức Phật thọ nhận một cái bát cháo sữa trước cái đêm thành đạo. Đến lúc cái Bồ Đề, cái đây là vào đúng cái ngày rằm tháng tư, sau khi mà Đức Phật thọ xong cái bát này, đêm hôm đấy là ngày cái lúc mà thọ cái bát này vẫn chưa đắc đạo, đến đêm hôm đấy là ngày mới đắc đạo. Du lịch, nếu có việc cần phải đi xa để giải quyết một công việc thì nên đi trước, chuyên tâm hết tiền. Nếu việc không đáng đi thì từ bỏ ý nghĩ đâu. Đến một cái nơi xa nào đấy, mình có một cái công việc phải đi đến một cái nơi xa thì đấy được gọi là du lịch. Nếu như vì một cái công việc cần phải đi thì mình hãy đi, để đến lúc ngồi là tâm nó an, tức là mình đã giải quyết xong cái công việc này rồi. Lúc ngồi tâm nó không còn phải chạo hối nữa, mà ta còn cái việc này, ví dụ mình vừa với ai một cái nơi gì đó, mình đến thăm người đó chẳng hạn, mình hẹn trước rồi mà bây giờ mình muốn thực hành thiền thì thôi cố gắng đi thăm đi để giữ cái lời hứa, lúc mình ngồi thiền tâm nó phải dao động. Còn nếu như cái việc mà nó không đáng thì không nên đi, đi để tham quan thì không nên đi, đi để tham quan, đi chiêm bái, những cái việc du lịch là một cái nó không có phù hợp đối với người muốn thực hành. Dù là cái cảnh đó là có người mời mình lên cung trăng chơi chẳng hạn, mình cũng từ chối mà chẳng có cái gì đáng cả. Mai mốt là chư thiên thần bay khắp nơi được, sang cái thế giới này thế giới khác, như một cái búng tay mình có thể bay trong các thế giới. Chứ còn đi du lịch làm cái gì, sinh làm cái cõi người này, đi du lịch làm gì cho khổ. Không có ưa thích cái việc du lịch, người Việt Nam hiếu khách thích, hay thích mời các vị khách quý cung kính các quý thầy, hay mời các quý thầy đi du lịch. Nó cũng là một cái pháp đấy, nó không cao thượng, mà mình cung kính pháp thì thời mời các vị thầy giảng pháp, thầy giảng pháp tổ chức các khóa tu, các khóa thiền, hoặc đi giáo hóa cho một cái hội chúng nào đấy thì tốt hơn là mời đi tham quan, mời đi du lịch, phí thời gian mà làm cho tâm bị đoạn. Những cái vị nào mà đang hành thiền mà đi du lịch thì cái định nó sẽ yếu đi, làm cho tâm thì du lịch là một cái chướng ngại, không nên đi. Ai mời đi cũng từ chối hết, không nên đi. Cái việc gì cần thiết lắm thì phải đi trước khi hành thiền, còn khi đã hành thiền rồi thì không đi đâu hết. Chuyên tâm ở một chỗ để chuyên tâm hành thiền an hơn, quyến thuộc. Thứ bảy là cái chướng ngại nữa là quyến thuộc, cũng là một cái chướng ngại. Ở chùa thì có sư phụ đệ tử huynh đệ đồng chú, ở nhà thì có cha mẹ anh chị em, nên là những quyến thuộc, những cái người thân quyến, những người thân thân thích quyến thuộc
Thế nhưng mình mà càng sống ở nơi nào mà càng có nhiều quyến thuộc thì mình sẽ càng khó khó thực hành, càng có nhiều quyến thuộc càng khó thực hành. Ví dụ như là một cái người mà xuất gia chẳng hạn, chùa thì phải lo cho sư phụ hầu thầy, phải lo giúp đỡ huynh đệ đệ tử, thì mình phải lo cái bổn phận làm đệ tử, mình phải phục vụ thầy. Cái bổn phận mà làm thầy thì lại cần phải nuôi dưỡng đệ tử, phải dạy bảo đệ tử, thì những cái đấy nó cũng là trưởng thành. Ở nhà thì có cha mẹ và con cái, mình làm con thì có bổn phận là chăm sóc cha mẹ, mà làm cha mẹ thì phải có cái bổn phận là chăm lo cho con cái. Thì cái đấy là những cái đấy là quyến thuộc, và những quyến thuộc đó đều là cho mình bị chi phối và khó thực hành. Và nếu sư phụ đệ tử huynh đệ đồng chú có bệnh thì chăm sóc cho khỏi rồi bắt đầu mới đi thực hành. Cha mẹ cũng giống như với sư phụ. Người xuất gia thì có cái nghĩa vụ, có cái nghĩa vụ với sư phụ và nghĩa vụ với đệ tử. Nghĩa vụ là phải hầu sư phụ, nếu mà cái người đó có thầy thì phải hầu thầy, phải phục vụ thầy. Người đó có đệ tử thì phải có cái nghĩa vụ dạy bảo đệ tử. Và cái người xuất gia cũng vẫn phải có cái nghĩa vụ liên quan đến cha mẹ, liên quan đến cha mẹ là người tại gia. Nếu như cha mẹ mà có cái cuộc sống mà được bình thường yên ổn này, thì vì nó không cần bận rộn, không cần bận tâm. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mà có không có những cái người chăm sóc thì cái vị đó vẫn phải có nghĩa vụ, vẫn có cái nghĩa vụ thăm non cha mẹ. Cái người ở tại gia có nghĩa vụ với cha mẹ và con cái, thì tất cả những cái nghĩa vụ nó đều bận rộn. Với thậm chí với anh em ruột thì nó cũng có một chút dính mắc, có thể giúp đỡ nếu cần thiết lắm, nếu mà thật sự cần thiết lắm thì mới có liên quan đến đến anh em một chút. Nhưng với một người xuất gia thì anh em ruột thì được coi là thân quyến, nhưng mà chị dâu hoặc là em rể thì không được coi là thân quyến. Như là chị dâu thì vì nó không phải là thân quyến của cái người xuất gia, mà em rể cũng không phải là người thân quyến, nhưng mà những cái đứa cháu thì nó lại là thân quyến. Những đứa cháu do chị dâu sinh ra thì nó là thân quyến, nó là quyến thuộc. Thì mỗi thực hành được pháp thì nếu như vị đó không có bận rộn để quyến thuộc thì sẽ thực hành được, còn nếu bận rộn để quyến thuộc thì sẽ khó thực hành. Ưu não là các cái loại bệnh phải được điều trị bằng thuốc men. Ở đây là khi mình có bệnh tật nó sẽ là một chứng ngại. Nếu mà có bệnh về thân thì phải chữa cho nó khỏi bệnh về thân, bệnh về tâm thì chữa cho nó khỏi bệnh về tâm. Có những cái bệnh thì khi mà mình muốn thực hành thì mình chữa bệnh này, cho nó khỏi đến cái lúc mình chuyên tâm thực hành thì mình khỏi phải bận rộn. Còn nếu có những cái bệnh chữa hoài nó không khỏi thì mặc kệ, mặc kệ, lúc ấy cứ thực hành. Và lúc ấy mình nói với cơ thể rằng ta không phải đầy tớ của người, ta phải chịu phục vụ vì bảo trì người qua cái vòng sinh tử bất tận này. Thì nếu lúc ấy mình tác ý là vô số đời kiếp trong quá khứ mình có vô số cái thân, nếu bây giờ mà cứ làm đầy tớ chăm sóc cho cái thân này nữa thì không biết đến cái đời nào mới có thể có cái thời gian mà thực hành. Cái chướng ngại thứ 8 là cái người có bệnh. Người có bệnh người đó rất khó hành, rất khó mà tu tập được pháp. Và chỉ người đó chỉ có là một cái người kham nhẫn, nhẫn lại để thực hành thì vẫn có thể thực hành được. Nhưng một số người ta có bệnh nhưng người ta vẫn thực hành được. Một số người có bệnh thì lại bị cái bệnh nó làm chướng ngại, ngồi nó đau nhất, đau đớn nhất mà rất khó thực hành.
những cái người mà được cái thân thể khỏe mạnh ấy, mà thực hành thì rất là tốt. Nhưng mà thường cái người mà có thân thể khỏe mạnh thì lại hay chủ quan, cũng không có tinh tấn thực hành. Thì khỏe mạnh thì cũng hay sinh ra cái tâm là giải đãi. Khi mà có một số người thì có nhờ có cái thân thể nó bận tật thì vì nó lại có cái thức tỉnh để thấy được là đời này nó ngắn ngủn, chẳng biết sống được bao lâu nữa, thì cố gắng thực hành có mai mốt chết để cũng tích lũy được một chút vốn liếng để ra đi về cái cõi này. Còn những người mà có thân thể khỏe quá đôi khi bảo thôi bây giờ còn khỏe nên làm những cái việc bên ngoài trước, đi làm các cái nhiều công việc, những cái công này việc nọ, sau này già già rồi mới tu tập chẳng hạn. Thì đến lúc về già rồi ngồi không ngồi được nữa. Nên Đức Phật và cái nguyên pháp thực hành nó hợp với một cái người mà là cái người ít lạnh ít nóng, dễ tiêu hóa, hợp với tinh tấn. Ít lạnh ít nóng tức là cái người đấy được cái tứ đại nó quân bình, nó không có các cái đại, nó không có đại nào nó nổi trội, thì cái sức khỏe vì đó tốt, dễ tiêu hóa, vì đó có thể dễ dàng với các cái vật thực, không có cái nạn, thì vì đó có thể tinh tấn thực hành được pháp một cách dễ dàng. Sách vở cần phải gác lại việc đọc tụng và nghiên cứu sách vở. Cái việc đọc nghiên cứu sách vở nó cũng làm cho cái tâm của mình nó bị bận rộn và bị chướng ngại, mệt mỏi. Cái tâm rất là mệt mỏi nếu mà nghiên cứu về học tập sách vở, mình cần phải học nhiều bài, cần phải học thuộc lòng, hay là nghiên cứu viết lách thì nó cũng chướng ngại, nó cũng làm cho tâm loạn, làm cho tâm loạn. Nên vì nó cần gác lại việc đọc tụng và nghiên cứu sách vở. Còn cũng có một số vị thì sách vở là không trở thành chướng ngại. Cũng có những vị trưởng lão vị có thể thuộc các cái tạng kinh, tạng luật, tạng luận, vị có thể thuộc lòng. Sau đó khi cho vị đó đi hành thiền, vị đó cũng gác lại hết. Có thể trải qua 10 năm, 20 năm xong mà vị đó vẫn không bị quên một cái chữ nào đấy, không bị quên câu nào. Có những khi vị đó, cái pháp học nó đã được gác lại 5 năm, 10 năm, 20 năm, có khi nó cũng không bị quên. Có người thì nghỉ học một thời gian thì vị đó sẽ quên hết, vì cái lúc học không học kỹ thì nghỉ một thời gian thì nó quên. Còn những cái gì mà đã học kỹ rồi, học nó trở thành thuần thục rồi, thì vị đó chuyên tâm thực hành thiền, những cái pháp học của mình nó cũng không bị quên, sau này mình ôn lại nó vẫn nhớ lại bình thường. Còn cái mức thực hành thì giảm bớt đọc sách vở, sách vở này chứng ngại. Thần thông, nhờ định mà có thần thông của phàm phu thì rất khó duy trì, và nó là chứng ngại cho tuệ nên cần phải trừ khử. Với một người khi mà muốn chuyển sang ngành thiền tuệ thì trừ khử thần thông. Nhưng người mà thực hành thiền định thì vì nó có được thần thông, và cái thần thông này đôi khi nó bị dính mắc vào thần thông. Người muốn thực hành thiền tuệ thì vì nó trừ khử cái dính mắc về thần thông này. Cái thần thông là năng lượng của thiền định. Nhưng vị nào mới đạt được thiền định rồi, vì nó có thể luyện 14 pháp thuần thục, và vì nó có được những cái năng lực thần thông. Nhưng mà những cái năng lực thần thông của một cái người phàm, tức là một cái người mà chưa tu thiền quán, chưa đạt được đạo quả, thì nó có thể bị mất đi lúc nào không hay. Nên là vì đó không nên ưa thích về thần thông làm gì, mà nên lấy cái năng lực của định để chuyển sang hành thiền tuệ và từ bỏ cái thần thông. Nếu mà một người mà không có chuyên tâm nhập định thì cái thần thông nó cũng yếu đi, nhưng không cần thiết, vì thần thông nó chỉ là cái nó
nó chỉ là một cái ấy thôi, nó chỉ là một cái phụ, yếu tố rất là phụ, có được không có được không quan trọng, mà quan trọng là phải có được trí tuệ, nên là nó trừ khử cũng cần phải thần thông. Nên là có những người người ta chỉ hành thiền định đắc định là người ta quan trọng, hành thiền tuệ người ta không có quan tâm đến chuyện về thần thông nào, mất thời gian, thông mất thời gian. Mình có những cái năng lực thần thông, mình có thể bay trên hư không, đi dưới nước, xuyên qua tường, qua vách, qua đồ, qua núi, thấy cái cảnh này cảnh kia, thì nó cũng giống chỉ là cái trò chơi, chẳng có tác dụng gì cả. Giống như con chim nó bay được trên hư không, con cá nó bơi được ở dưới nước, này nó cũng có cái gì đặc biệt đâu. Bây giờ mà mình có làm được những cái chuyện đấy thì mình cũng chỉ làm được những cái việc như mấy cái con đấy, có gì hay đâu. Nó chỉ là cái lạ, người khác người ta nhìn thấy người ta lạ, người ta thích thú, chứ còn nó chỉ là một cái chuyện rất tầm thường, rất bình thường. Đức Phật thì có bị yêu ma quỷ quái nên nó quấy nhiễu, Đức Phật trừ khử hết cả yêu ma quỷ quái, thiền định. Thân cận bậc thiện tri thức, người cho một đề mục thiền. Tức là mình cần phải tìm đến, đi muốn học đạo là phải đi tìm đạo, phải đi tầm sư học đạo. Bắt buộc một cái việc này cũng là một cái việc bắt buộc. Ngoài những cái chướng ngại ra, mình cần phải đi tầm sư, cần phải tìm đến một cái vị thầy để mà học đạo. Để xin một đề mục thiền thì cái vị đó phải đi tìm một cái vị thầy có kinh nghiệm thiền, và khi mà đến tìm đến một cái vị thầy đấy, mình đến một cái ngôi chùa là vậy, mình biết trong ngôi chùa này là có một vị dạy thiền hướng dẫn tập thiền để xin một đề mục. Thì khi mình đến đấy, và khi đến cái ngôi chùa người ta hỏi là anh đi đâu đây, thì bạn gặp một cái vị thầy, vị sư này, cho người ta hỏi gặp vị sư đấy làm gì, và dạ con gặp vị sư đấy để con xin được học thiền với vị đấy. Thế là những cái người xung quanh người ta bảo cố chớ có học với vị đấy học vị đấy là không có được lợi ích gì cả, thế là sẽ bị thối chí luôn. Thối chí mình sẽ sinh ra cái tâm nghi ngờ, và mình khi thực hành mà sẽ không có chuyên tâm. Thì vậy khi mà đến học với một cái vị nào, khi mà đến gần tới đấy người ta, thì mình phải tìm thẳng đến vị đấy. Còn nếu như người ta có hỏi đi đâu và tìm vị sư đấy, người bảo tìm vị sư đấy làm gì, dạ con có một cái việc cần. Thân cận bậc thiện tri thức, người cho một đề mục. Và khi mà cái đề mục thiền của mình, thì cái vị thầy sẽ thông thường cho một cái đề mục có lợi ích chung và một cái đề mục đặc biệt. Đấy là có hai cái loại đề mục thiền. Trong một lúc mình vận dụng hai cái đề mục thiền để thực hành trong cái lúc hành thiền. Đề mục có lợi ích chung chung, như là một cái người có tánh tham thì cái vị thầy sẽ dạy là bây giờ trừ khử cái tâm tham bằng cái luôn luôn quán chiếu đến bất tịnh. Hay là người có tâm sân thì nó sẽ dạy là hãy trừ khử cái tâm sân ấy bằng cái cách luôn tác ý đến tâm từ. Đấy được gọi là cái đề mục có lợi ích chung, là mình thường xuyên tác ý đến nó. Và một đề mục đặc biệt, đó là một cái đề mục để mình chuyên sâu thực hành cho đến khi đạt được kết quả và làm nền tảng cho các đề mục thiền khác. Ví dụ như thiền niệm hơi thở hay là một cái đề mục đặc biệt, hay là một cái thasina đất, nước lửa gió gì đấy. Đấy là những cái đề mục đặc biệt để mình làm một cái nền tảng cho những cái pháp thiền cao hơn. Quán tâm từ, quán bất tịnh, quán thức chiết là những đề mục có lợi ích chung. Tâm từ với những người mà đang tâm sân quá thì đầu tiên là mình phải muốn hành được thiền thì mình cần phải giảm bớt cái tâm từ đi bằng cái cách tác ý lên, giảm bớt cái tâm sân bằng cái cách là tác ý lên tâm từ. Một người có tham dục nhiều quá thì phải tác quán những bất tịnh. Một người mà giải đãi nhiều hơn thì quán những sự chết. Đây là những cái đề mục có cái tính phổ quát. Đầu tiên mình phải chế ngự được những cái phiền não thô đấy đã,
mình mới có thể cái định nó mới phát triển được. Chứ còn nếu mà cái phiền não của mình nó còn rất là thô nặng thì mình hành nó không không phát triển được, cái trải nghiệm không duy trì lâu được, cứ bị những cái phiền não nó len lỏi vào. Hai mình một xong rồi kia nha. Giờ thứ bảy và các tối thứ bảy sẽ học về thanh tịnh đạo, tối thứ tư nghỉ và tối thứ tư nữa. Và một thời gian nữa sẽ có một buổi học vào ban ngày. Ban ngày thì Đức Phật và Phật pháp có thể mấy đến gần gần hè thì ban ngày trong